Năm trước không có lấy con này ra giảng này. Mẹ lên, I'm not afraid to die.
Rồi alo 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 alo, rồi chờ đợi các bạn ha. Nhạc chất vậy. Chất chứ. Rồi chào bạn ha. Rồi chào bạn nào đây? Bạn Suka gì đây ha? Rồi thay mở bạn này với gì đây? Rồi ok ha, rồi. Rồi bạn nào mà các bạn chưa có đề, các bạn nhớ vô lên bao của thầy, nhớ tiểu sử thầy các bạn lấy đề nhé. À, các bạn nhớ vô tiểu sử các bạn lấy đề, được chưa? Rồi ok ha. Rồi mọi người nhớ vô lên tiểu sử của thầy các bạn lấy đề ha. Rồi các bạn thử review với thầy coi là âm thanh các bạn nghe rõ không ha? Âm thanh rồi là hình ảnh các bạn coi rõ không? Chúng ta bắt đầu với đề số 16. Thì đây là đề đại học năm 2018, mã đề 402 ha. Rồi. Ok ha. Rồi ok tốt nha. Rồi chúng ta bắt đầu sửa chuỗi ngày sửa đề, thầy sửa đề vào thứ 2, 4, 6 các bạn ha. 2, 4, 6 từ 9:30 cho tới 10:30 ha. Rồi. Sách vô từ vựng mua sao vậy thầy ơi? Hiện tại sách vô từ vựng ở chỗ thầy đã ngưng xuất bản rồi em nhé. Năm nay thầy chỉ xuất bản 500 cuốn nhưng mà đã hết hàng mất tiêu rồi. Em đợi sang năm ha. Đợi sang năm nhé. Rồi, ở đây thì chúng ta có câu đầu tiên mọi người ha. Nancy và James đang nói về những cái thời mà còn đi học ha. School days ở đây. School days. Tôi nghĩ rằng ha, những ngày còn đi học ha là những thời điểm đẹp nhất ở trong đời ha. Đẹp nhất ở trong đời. Rồi, Nancy nói như vậy. James nói sao? Chúng ta có những cái sweet memories, tức là những cái ký ức tươi đẹp cùng nhau, đúng các bạn? Những ký ức tươi đẹp cùng nhau, đúng chưa các bạn? Đấy, như vậy thì rõ ràng bạn James này bạn đồng ý với lại là bạn Nancy này. Như vậy là các bạn trả lời câu B ha, absolutely ha. Hoàn toàn tuyệt đối chắc chắn rồi nhá. Chắc chắn rồi. Hoàn toàn tuyệt đối chắc chắn rồi. Ra là bấm cửa xuống nhé. Bấm cửa xuống. Rồi chưa các bạn. Chắc chắn rồi nhá. Ok được chưa ha. Câu A, I'm afraid so. Tôi e là vậy. Được chưa các bạn. Tôi e là vậy ha. I'm afraid so. Tôi e là vậy. Được chưa. That's nonsense. Vô lý. Được chưa. Vô lý. Rồi tôi nghi ngờ ha. Tôi rất là nghi ngờ. Tôi nghi ngờ điều đó. Câu D, I doubt it. Được chưa các bạn? Rồi, như vậy là chúng ta có câu số 1 dễ ha. Rồi, câu số 1 nó không khó tí nào cả ha. Rồi, bây giờ mình qua tiếp thầy câu số 2 ha. Câu số 2. John và Mike đang nói về cái xe mới của Mike này. John nói cái gì đó khiến cho Mike nói rằng là ok, cảm ơn ha. Tôi rất là vui khi nghe điều đó. Như vậy khả năng cao là John nó khen là Mike ha. John nó khen Mike ở đây các bạn. Nó khen ok, chắc là xe đẹp lắm đúng không? Mọi người cho thầy câu bờ ha. Cái xe này đẹp thế nhỉ. Rồi được chưa. Rồi câu A, mua xe ở đâu vậy ha. Câu bờ, xe của bạn mới phải không. Câu D, xe tui ha, rất là mắc. Ba câu này là ba câu sai hiển nhiên các bạn nhá. Rồi, cảm ơn rất nhiều bạn đã share giúp thầy ha. Cảm ơn share cái live đã giúp thầy nha. Cảm ơn bạn Triều Minh, cảm ơn bạn Mongo. Hello em. Rồi, cảm ơn một số bạn đã share với thầy ha. Cảm ơn bạn không hề khó chịu này. Ok. Rồi. Tôi rất vui khi nghe nhá. I'm glad to hear. Tức là tôi rất vui khi nghe cái điều đó. Tức là đây là một cái lời khen đó mấy đứa. Người ta khen mình thì mình đáp lại là mình cảm ơn thôi. Rất đơn giản ha. Người ta khen mình, được chưa? Thì mình trả lời lại là ok, tôi rất là vui khi mà tôi nghe cái điều đó nhá. Người ta khen mình, được chưa các bạn? Đấy. Rồi, như vậy là chúng ta có câu số 2 ha. Right, nào, tốt rồi các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình qua tiếp thầy phần tiếp theo ha. Cảm ơn Hello Giang nè, đã share với thầy nhé.
vui khi nghe thấy. Rồi, cảm ơn Clitus đã share cho thầy nha. Rồi, câu số 3 mọi người. Rồi, bây giờ mọi người quay thầy câu số 3 ha. Chúng ta cần một cái bài nhạc mà nó yên bình một tí. À, rồi câu số 3 mọi người. Rồi mọi người, khi mọi người giải nhẹ thì mọi người cùng đọc với thầy luôn ha. Cùng đọc thầy, chúng ta có câu A này, apartment, ok, apartment, benefit, benefit, argument, argument và vacancy. Alright, vacancy. Như vậy thì các bạn mạnh dạn với thầy câu A thôi. Ok chưa nè. Right, apartment, benefit, argument and vacancy. Right, vacancy ha. Rồi. Đây, tiếp theo, đề lật mất. Ồ, các bạn coi đủ không? Rồi, tiếp theo chúng ta qua thầy câu số 4 nhé. Rồi, câu số 4. Now, explain, explain, involve, involve, borrow, borrow, discuss, discuss. Ok, như vậy chúng ta có câu C ha. Rồi, cảm ơn T1104 đã share với thầy ha. À, right, very nice. Rồi, các bạn thấy hết đề nhé. Rồi, chúng ta qua tiếp thầy câu số 5 mọi người. Câu số 5. Now, great, great. Đây là âm A ha, great. Cheap, là âm Y dài ha, cheap. Clean, là âm Y dài ha. Và mean, là âm Y dài. Như vậy mình không thể câu A thôi. Right, great, cheap, clean and mean. Ok. Right, tiếp theo câu số 6 nào. Improves, improve, này đuôi V, như vậy đọc là Z đó thầy nhá, được chưa? Destroys, destroys, reminds và suggests, suggests. Rồi, mọi người khóa thầy câu C là xong ha. Right, file đề thầy có share không ạ? Có em ơi, các bạn lên link tiểu sử của thầy nhá, các bạn lên link tiểu sử của thầy và các bạn lấy đề nhé. Rồi, ok, như vậy là chúng ta dễ dàng có được câu 3, câu 4, câu 5, câu 6, câu 7 ha. Ồ, cảm ơn rất nhiều bạn đã follow thầy ha. Rồi, các bạn follow thầy để các bạn khi mà thầy live thì nó sẽ thông báo và các bạn sẽ không có bỏ lỡ ha. Bên cạnh đó thì vì là cái thuật toán của TikTok á, là người ta ưu tiên những cái video livestream nào á mà được tương tác tốt, được thả tim nhiều. Cho nên là rất là, thật sự rất là vui nếu như mà các bạn có thể thả tim cái video live của thầy ha, để nó tới được các bạn khác ha. Lấy đề ở đâu vậy ạ? Em vô link tiểu sử của thầy nhá. Các bạn vô link tiểu sử của thầy, các bạn lấy đề ha. Thầy live vào 24/6 9:30 các ngày trong tuần nhé. Rồi. Rồi, bây giờ thì chúng ta qua thầy cái phần tiếp theo. Cảm ơn Thanh Xuân đã share giúp thầy ha. Rồi, câu tiếp theo các bạn ơi. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ có chọn từ trái nghĩa các bạn. Lưu ý câu 7, câu 8 thì người ta yêu cầu chúng ta là chọn từ trái nghĩa ha. Cảm ơn Nam Xin đã share với thầy. Thì các bạn nhớ là các bạn đọc kỹ đề ha, chọn từ trái nghĩa. Rồi câu số 7 mọi người. Các cái kết quả nghiên cứu này ha, research findings, thì nó reliable, là đáng tin cậy này. Được chưa? Bởi vì là công nghệ hiện đại được sử dụng ha, để gia tăng cái sự precision của cái quy trình lấy mẫu thử. Ok ha, sampling procedure là quy trình lấy mẫu thử các bạn. Đấy, thế bây giờ chúng ta coi coi. Rồi, câu D, flexibility là sự linh hoạt các bạn. Insecurity là sự không an toàn ha. Inaccuracy là sự thiếu chính xác, sự không chính xác. Và exactness là sự chính xác ha, sự chính xác. Chắc chắn mọi người, precision ở đây đồng nghĩa với nó là câu A ha. Mà chúng ta chọn từ trái nghĩa để mọi người chọn thành câu B. Để cho các bạn, precision thì nó bằng với lại là accuracy, nó sẽ bằng với lại là exactness ha, sự chính xác.
À, rồi, như vậy là chúng ta có câu số... Như vậy là chúng ta có câu số số 7 các bạn ơi. À, rất dễ ha, câu số 7. Rất là chính xác. Rồi, đấy. Rồi, chúng ta qua tiếp thầy câu số 8 ha. Rồi, chữ thầy đẹp thế. Rồi, cảm ơn PC. Accuracy là sự chính xác, đúng rồi em ơi. À, sự chính xác nhá. Rồi, bây giờ chúng ta qua câu số 8 nào. À, mặc dù là traffic hold up, có nghĩa là kẹt xe các bạn. À, chúng tôi vẫn tới sân bay ha. Mà nó just in the nick of time. À, before the check-in counter close. À, vì kẹt xe chúng tôi tới sân bay ha chấm chấm trước khi mà cái quầy nó đóng cửa, đúng không? Như vậy là mình tới kiểu như là gì các bạn, in the nick of time, khả năng cao mọi người. À, khả năng cao là mình tới vừa kịp lúc thôi, đúng không? À, khả năng cao là mình vừa chỉ tới vừa kịp lúc mà thôi đấy. Khả năng cao là mình chỉ vừa tới vừa kịp lúc mà thôi, đúng các bạn? Đấy ha, vừa kịp lúc, in the nick of time, vừa kịp lúc. Ok ha, vừa kịp lúc, chọn trái nghĩa như vậy. Chắc chắn mọi người chọn thành câu D các bạn. À, câu D ha, nghĩa là dư dả thời gian ha, dư dả thời gian. Rồi, dư dả thời gian ha. Rồi, câu C ha, at the very last moment ha, là vào phút chót. Được các bạn, à, vào phút chót tức là vừa kịp thôi ha. Được chưa? Rồi, trong điều kiện tồi tệ ở câu bờ ha. Trong điều kiện tồi tệ. Và à, cùng với hành lý ở câu A ha. Cùng với đống hành lý. Đấy, đó, như vậy là chúng ta có câu số... chúng ta có câu số 7 và câu số 8 các bạn ha. Rồi, thì thật ra là in the nick of time ở đây thì nó có thể coi như nó bằng với là at the very last moment ha. Được các bạn. Ok ha, at the very last moment. Thôi giờ lại câu số 8 đi, em quên rồi. Ok em luôn. Đây, mặc dù là bị kẹt xe ha, traffic hold up. Ok chưa, kẹt xe. Chúng tôi tới sân bay vừa kịp lúc trước khi cái quầy check-in nó đóng cửa. Ok ha, trước khi quầy check-in nó đóng cửa. Rồi, cảm ơn Lê Hương đã share với thầy nha. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái câu là tìm từ trái nghĩa các bạn ha. À, thầy xin lỗi, qua cái câu tìm từ đồng nghĩa ha. Rồi, câu 9 và câu 10. Nhớ khoan đề này, người ta yêu cầu là tìm từ đồng nghĩa này. Được các bạn. À, tìm từ đồng nghĩa nhá. Rồi. Ok ha. Rồi, tìm từ đồng nghĩa ở câu số 9. À, câu 9 này đang có sự gia tăng ha trong cái gì đó ha của cái sách điện tử mọi người, electronic books. Khi mà càng nhiều người họ chuyển sang là họ xài các cái tài liệu mà đọc kỹ thuật số, đúng không? Ờ, cảm ơn Nguyên 08 đã share với thầy. Như vậy thầy nghĩ rằng là prevalence ở đây á, nó là sự phổ biến mới được. À, phổ biến ha, được chưa? Rồi, scarcity là sự hiếm. Hiếm, cái gì đó mà nó có hiếm, ít có, được chưa? Deficiency là sự thiếu hụt này. Popularity là sự phổ biến này. Và intensity là cường độ này. Chắc chắn đồng nghĩa với nó thì các bạn chọn thành câu D, câu C ha. Popularity, ok, prevalence. Sự phổ biến ha. Rồi, được chưa các bạn? Thầy dịch sang phải chút hả? Ok em luôn. Đấy, được chưa các bạn ơi? Rồi, như vậy là chúng ta có câu số chúng ta có câu số 9 ha. Được các bạn ơi. Rồi. Rồi, ok ha. Rồi, câu số 10 mọi người ơi, câu số 10 ha. Câu số 10, heavily contaminated.
cái nước ở trong đây nó bị contaminate bởi vì là chất thải. Ok mọi người, chất thải vô nước thì nó bị ô nhiễm đúng không? Chắc chắn là mọi người ô nhiễm đúng nó phải là câu A thôi ha, được chưa? Pollute, alright, contaminate này thì nó bằng với lại là pollute, có nghĩa là gây ô nhiễm nhá, gây ô nhiễm các bạn. Rồi đây là câu rất dễ ha, được chưa các bạn? Gây ô nhiễm ha, được chưa? Đấy. Rồi như vậy là chúng ta có câu số 10 nha. Ở đây thì chúng ta có câu A các bạn ha. Câu A pure là trong ha, là tươi, được chưa các bạn? Trong là sạch đấy nha. Clean là được sạch rồi, được làm sạch sẽ ha. Và câu D deadly là gây chết người ha. Deadly là gây chết người thôi, được chưa các bạn? Rồi như vậy là chúng ta có câu số 9 và câu số 10 được mọi người. Rồi cảm ơn trường 9423 ha. Ồ, cảm ơn các bạn, rất là nhiều bạn share cho thầy nhá. Rồi bây giờ thì chúng ta qua thầy cái phần trắc nghiệm ha. Rồi tiếp theo nào, câu số 11. Nếu mà anh ta ha không phải đi làm hôm nay thì anh ta sẽ đưa mấy đứa con đi tới sở thú thôi, được chưa? Rồi cảm ơn Thiên Ân đã share thầy. Ở đây mọi người thấy ở đây là verb 2, như vậy đây là if 2 ha. If 2 thì mọi người nhớ là S cộng verb 1. Tôi xin lỗi ha, if, được chưa? Rồi mọi đề còn lại thì cộng với would, cộng với verb 0 ha. Rồi các bạn hoàn thành câu C, được chưa? Diễn tả một điều kiện không có thật ở hiện tại, rất dễ rồi ha. Câu số 12, only after. Cái cấu trúc only after mọi người để ý này. Only after, cái cấu trúc này mọi người để ý ha. Only after cộng đảo ngữ của had verb 3 mọi người nhớ nha. Thầy xin lỗi. Only after cộng với một cái chủ từ cộng với một had verb 3 bình thường, sau đó nó sẽ là đảo ngữ của quá khứ đơn. Thì đây là hành động xảy ra trước, thầy ghi là số 1 ở đây. Hành động xảy ra sau, thầy ghi là số 2 ở đây ha. Được chưa? Chỉ sau khi, mọi người đến này, chỉ sau khi cái service nó như thế nào đấy, thì rồi cô này cô mới nhận ra là cô này cố đi lộn nhà. Được chưa các bạn? Ok ha. Như vậy, các bạn cho thầy câu bờ nhá. Had run for a few miles. Rồi, mọi người lưu ý ha. Mọi người để ý kỹ ha. Rồi, only after nhá. Rồi only after. Rồi mọi người để ý kỹ chưa? Rồi, đấy chúng ta có câu số 8, câu số 11, câu số 12 ha. Câu số 13, nhiều người head for là đi về phía này. Được chưa? Verb 3 là run hả? Đúng rồi em ơi. Ơi mọi người để ý là chúng ta có đập từ run ha, là run này, ran này và run, để ý ha, run nhá, được chưa? Rồi nhiều người đi về phía miền quê khi mà cái gì đó ha của những cánh đồng giúp cho bọn họ có thể thoát khỏi cái cuộc sống bận rộn, hectic city life, cái cuộc sống thành phố nó bận rộn mấy đứa ơi. Cuộc sống thành phố bận rộn ha. Thì đây là câu khó các bạn. Đối với câu 13 thì các bạn khoan ngay cho thầy câu D mọi người. Câu D ha. Ở đây expand là giải ha, giải đất ấy, được chưa? Giải đất thì chúng ta mới có cái cụm từ là expand a field, được chưa các bạn? Tức là giải đồng lúa nhá. Được chưa các bạn? Câu A extension là sự mở rộng này. Sự mở rộng. Ok ha. Thằng này câu bờ expansion cũng là sự mở rộng luôn. Ok, thằng này thường là về chiều dài. Thằng này thì thường là về quy mô. Thằng này extend là mức độ ha.
Wow, mức độ. Rồi, như vậy là mọi người thấy là chúng ta sẽ có cái câu số 13 là câu hơi khó một tí. Đề câu nào cũng lại của thầy, để học nó vậy em ơi. Như vậy là chúng ta có câu số 11, 12 và 13, đúng không các bạn? Đề này hơi khó hơn giáo viên. Các bạn lưu ý là đề này á, đây là đề 2018 rồi các bạn, mọi người để ý nè. Đây là đề 2018 rồi. Đề thật đó các bạn ơi. Cho nên là bạn nào nghĩ rằng là đề này mà nó khó hơn đề thật là các bạn sai lầm. Và lưu ý, năm nay là năm 2022 là đề chắc chắn khó hơn cái đề này luôn. Cho nên bạn nào mà chủ quan là năm nay có thể rất là dễ bị điểm thấp nhá, mọi người lưu ý. Rồi, câu số 14. Rồi, ta làm câu số 14 ha. Người ta tin rằng là đi du lịch ha, traveling là một cách tốt để có thể mở rộng, expand mới học xong nè. Cái gì đó, đúng không? Our đây. Như vậy chỗ này là danh từ ha, danh từ. Danh từ là câu C thôi, được chưa? Knowledge là danh từ này. Know là verb này. Knowledgeably, cái đuôi ly là đuôi adverb, tức là đuôi trạng từ này. Và knowledgeable là tính từ này. Ok ha. Knowledge là kiến thức thôi, kiến thức. Rồi, knowledgeably là gì các bạn? Thôi knowledgeable đi, tức là uyên bác. Ok ha, uyên bác có nhiều kiến thức về cái gì đấy. Được chưa các bạn? Uyên bác. Rồi. Ok các bạn ơi. Rồi, như vậy là chúng ta có cái câu số 13, 14. Lưu ý rằng là format đề của năm 2022 á, thì nó không khó. Xin lỗi, nó không khác nhiều so với 2021, 2020 các bạn để ý. Và những năm trước thực ra thì cái dạng đề nó gần như nó không thay đổi quá nhiều trong vòng 2-3 năm qua, các bạn lưu ý ha. Rồi, như vậy là chúng ta có câu 14. Bây giờ mọi người qua tiếp thầy câu số 15 ha. Rồi, câu số 15. Rồi, câu số 15. Thì mọi người lưu ý là nó sẽ có câu khó, câu dễ ha. Câu khó, câu dễ. Lưu ý là cố gắng làm đúng những câu khó. Xin lỗi, cố gắng làm đúng những câu dễ và bỏ qua những câu khó ha. Link đề vô bio của thầy lấy nhé. Câu 15 thì nó có đọc từ decide, thì theo sau nó là to verb thôi, được chưa? Decide cộng với to verb ha. Được chưa các bạn? Có nghĩa là quyết định thôi. Nhưng mà lưu ý là decide thì nó đi với danh từ nha các bạn. Decide nó còn đi với danh từ, thì khi đó nó cộng với on ha, cộng với danh từ nha. Quyết định về cái vấn đề gì, được chưa? Quyết định về cái vấn đề gì ha. Rồi, như vậy là chúng ta có câu số 15. Câu số 16. Chúng ta biết rằng là chúng ta có lỗi, at fault là có lỗi nè, khi mà chúng ta thua third consecutive defeat, thua trận thứ 3 liên tiếp, được chưa? Thua trận thứ 3 liên tiếp. Sau đó thì đây, cho nên là không cần phải xét muối vào nỗi đau, đúng không? Không cần phải xét muối vào nỗi đau. Ở đây chúng ta có spread, rub, apply và put. Thì đây là câu về idiom, tức là về thành ngữ các bạn. Về thành ngữ ha. 16D lụi, vì em lụi rồi thầy nghĩ rằng em sai nhá. Gần như khả năng lụi là không đúng rồi ha. Mọi người trả lời cũng bờ các bạn. Rub salt into the wound. Xét muối vào nỗi đau ha. Xét muối vào vết thương hở. Người ta đã đau rồi ha, mà mình còn xét muối vào nỗi đau nữa ha, lưu ý. Rồi, rub. Thì cái nghĩa gốc của từ rub có nghĩa là chà, là xét các bạn. Rub có nghĩa là chà, là xét ha. Apply là áp dụng này, được chưa các bạn? Put là đặt, là để này. Và spread là lan này. Lan truyền nữa, lan tràn nữa ha. Được chưa các bạn? Như vậy là chúng ta có câu số 16. Được chưa các bạn? Rồi, cảm ơn nãy giờ rất là nhiều bạn đã share giúp thầy ha. Rồi, rất là nhiều bạn đã share với thầy. Cảm ơn được rất là nhiều nhé. Rồi, mọi người lưu ý là thuật toán của TikTok là nó ưu tiên các cái video live nào mà có nhiều tương tác và được thả tim nhiều ấy. Cho nên là
Thật rất là vui nếu như các bạn trong khi các bạn xem thì các bạn có thể thả tin cho thầy nhé. Câu số 17, Despacito ha, là, đối với mọi người để ý này, đây là chủ từ này, đây là động từ này. Như vậy cái phần ở giữa này nó phải là một mệnh đề quan hệ nhé mọi người để ý. Vì chúng ta có chủ ở đây rồi, chúng ta có động ở đây rồi, nên ở giữa cần là một mệnh đề quan hệ nha. Rồi, cái video này nó được xem thôi ha. Như vậy chúng ta rút gọn thầy đi. Rút gọn mệnh đề quan hệ ha. Thì có hai trường hợp ha, nếu như động từ ở dạng chủ động và động từ ở dạng bị động. Chủ động thì mọi người chuyển nó về thầy là verb in ha. Bị động là verb 3 thôi. Được chưa? Do đó cái video này được xem, mọi người thầy câu D ha, view được xem quá dễ luôn. Được chưa các bạn? Cảm ơn 200 bạn đang xem thầy giải đề ha. Chúc mấy đứa ôn tập là tốt và có kết quả tốt ở trong cái kỳ thi sắp tới nhá. Rồi, ok, không khó mọi người. Right, không khó nhé. Như vậy là chúng ta có câu số 17 ha. Được chưa? Rồi, khi nào dùng to verb thầy ơi? Ok ha. Which view? Tại sao không phải là which view đúng không? Mọi người lưu ý nha. Câu A á, nếu mà đầy đủ á, cái dạng đầy đủ của nó là which. Mọi người nè, dạng đầy đủ nè. Thầy ghi lại mọi người nắm rõ ha. Thực ra cái chỗ trống á, thực ra mình nên dùng là which is viewed. Để cho các bạn. Đây, thế là cái dạng đầy đủ của nó. Thì khi mà rút gọn rồi á, thì mình sẽ bỏ đi này. Mình bỏ which đi này. Mình bỏ is đi này. Ok ha, chỉ còn là chữ view thôi. Cho nên câu A thiếu này, câu B thiếu này, câu C là chủ động là sai ha. Được chưa? Rồi mọi người nắm được không? Rồi như vậy là chúng ta có câu số 17 ha. Right. Câu số 18 này. Câu số 18 ha. Câu số 18. Cái câu lạc bộ kịch của trường ha, The School Drama Club. Thì nói gì đó, một cái vở kịch cho cái buổi kỷ niệm, được chưa? Mà nó được lên lịch là nó sẽ diễn ra vào tháng tới. Câu 18 là một cái phrasal verb. Câu 18 là một cái câu về phrasal verbs ha. Một câu về phrasal verbs nhá. Ở đây thì dựng lên một vở kịch thôi các bạn. Dựng lên ha, dựng lên một cái vở kịch nhá. Được chưa? Thì ở đây các bạn chọn thầy câu câu C mọi người. Put on ha. Put on ở đây cũng nghĩa là dựng lên một vở, một bộ phim hoặc là kịch. Được chưa các bạn? Put on có nghĩa là mặc đồ. Ok ha. Được chưa? Hoặc là mở nhạc. Put on some music ấy, người ta hay nói vậy nhá, lưu ý. Right. Mongo. Được chưa? Tiếp theo chúng ta có câu A, mọi người turn up thì thực ra nó bằng cái thằng là show up nhá. Có nghĩa là xuất hiện hoặc là tới một cái nơi nào đấy. Được chưa? Rồi, make off có nghĩa là chuồn đi. Hoặc là giọt đi mất tiêu rồi ha. Ví dụ như là mình chôm đồ người ta xong thì mình giọt đi. Rồi câu D ha, bring down có nghĩa là lật đổ các bạn. Lật đổ đây là lật đổ nhà nước, lật đổ chính quyền này kia ấy. Lật đổ nhà nước, lật đổ chính quyền ha. Lưu ý đây là đề 2018. Và nó có cái tính chất tham khảo rất cao, cho nên các bạn lưu ý là thật là kỹ giúp thầy nha. Cái gì bring down lật đổ thầy hoàng gì đây em? Không có được lật đổ thầy hoàng nhé. Rồi, cảm ơn rất là nhiều bạn đã share giúp thầy nhé. Cảm ơn tiktok.com David này. Cảm ơn thầy, cảm ơn bạn nào đây? Thầy cảm ơn bạn Zuka Onè này ha. Ok chưa? Rồi, cảm ơn. Em mới giải trong lớp tuần trước ha. Em coi coi là thầy có giải giống em không nhé. Thề, nhìn đề này gần như không biết câu nào luôn ý. Thế em có tính năm nay có tính thi không? Nếu mà muốn thi là phải biết chứ. Rồi, như vậy là chúng ta có câu 13, 15, 16, 17, 18 ha. Rồi, gọi em là Tiến Ánh đi thầy. Ok ha. Rồi, hello Tiến nhé. Tại cái tên của em đặt như vậy, thầy gọi em như vậy thôi. Rồi, câu số 19, câu 20 đây. Cái kế hoạch của trường ha, được chưa?
cho một cái buổi diễn âm nhạc nhá. Là để quyên góp tiền, raise money cho cái tổ chức từ thiện, được chưa? Thì kế hoạch này á, nó nhận được rất là nhiều cái sự ủng hộ từ cái ban quản trị của nhà trường. Ok ha. Support from the school administrators. Nhận được nhiều sự ủng hộ từ ấy. Ok ha. Ở đây thì chúng ta có một series những cái từ mà đi với cái danh từ heart. Thì heart là tim đúng không? Heart là tim đúng các bạn. Heart là tim. Đấy, thì bây giờ chúng ta có light, chúng ta có warm này. Mọi người để ý này. Thật chỉ các bạn cách suy luận là giả sử các bạn mà không biết ấy. Và khi các bạn gặp những câu hoặc là những từ tương tự thì mình chịu khó mình ngồi mình suy luận ấy, mình không biết thì mình suy luận ha. Rồi chưa? Rồi. Ok ha. Thì chúng ta bắt đầu từ câu D đi ha. Wholehearted. Ok ha. Wholehearted. Như vậy là whole là toàn bộ nhá. Hearted là tim, là lòng, toàn bộ tấm lòng, được chưa? Như vậy sự ủng hộ hoàn toàn. Rồi câu D chính xác các bạn. Toàn bộ tấm lòng hay là người thầy Việt là toàn tâm, toàn ý. Ok ha. Những bạn nào mà thi văn 2 điểm thì các bạn sẽ dịch là toàn bộ tấm lòng. Nhưng mà những bạn nào mà thi văn 9 điểm thì các bạn sẽ dịch là toàn tâm, toàn ý. Toàn tâm, toàn ý ha. Được chưa các bạn? Đấy. Rồi, câu C các bạn, mọi người để là câu C, big hearted. Một tấm lòng ấm áp đúng không? Ai đó mà xin lỗi câu C, ai đó có một cái trái tim lớn, tức họ là một người bao dung. Một trái tim lớn tức là một người bao dung, được các bạn. Bao dung ha. Rồi, câu B, warm hearted. Ok, trái tim ấm áp chịu luôn ha, ấm áp nhá. Ấm áp. Được cho các bạn, warm hearted là ấm áp đúng rồi đấy. Bạn nào mà chọn là ấm áp là cũng khá là hợp lý rồi đấy. Warm hearted là ấm áp. Được cho các bạn. Để cho các bạn ấm áp, tức là kiểu như là một người tốt bụng ấy. Ok ha, tốt bụng ấm áp, được chưa, thân thiện kiểu vậy. Được chưa các bạn? Và cuối cùng chúng ta có light hearted, có nghĩa là vui vẻ. Đây là cái từ khó nhất ở trong đây. Light hearted. Rồi lưu ý ha. Đấy. Kiểu vui vẻ, được chưa? Tức là bây giờ là ví dụ như là thầy có nói cái câu mà nói về văn học đúng không? 2 điểm hoặc là 10 điểm thì nó nói vui thôi. Nói nghe cho vui thôi chứ không phải là chọc bạn nào là 2 điểm 5 điểm kiểu vậy rồi. Như vậy là có một số bạn thì các bạn có thể là các bạn rất là light hearted đúng không, có một số bạn, đa số các bạn thì nghĩ là warm hearted này ha, một vài người sẽ là big hearted, được chưa? Và có một số bạn mà bạn nào mà các bạn xem live của thầy từ ngày thầy bắt đầu live tới giờ thì các bạn rất là whole hearted, tức là các bạn cực kỳ là toàn tâm toàn ý luôn, đúng không? Thầy giảng dễ hiểu ghê. Ok cả anh em ha. Câu số 20. Có 20 đây ha. Rồi mọi người có câu 20 đi. Cha mẹ thường là khuyên con mình ha học hành chăm chỉ với hy vọng là chúng nó sẽ có được thành công ở trong tương lai. Ở đây chúng ta có success, thành công. Như vậy đạt được thành công thì phải là câu D các bạn. Achieve, đạt được ha. Rồi, nói được không? Achieve, đạt được thành công ha. Master là mình thông thạo một cái gì đó ha. Master là mình thông thạo, mình nắm vững một cái gì đó các bạn. Master. Mình thông thạo hoặc là mình nắm vững một cái gì đó nhá. Rồi. Câu B, collect là thu thập ha. Gather là tập hợp lại ha. Rồi, rất dễ mọi người ha. Right, như vậy là chúng ta có câu số 20 ha. Rồi thì mình có cái cụm từ là achieve. Success. Có nghĩa là đạt được thành công ha. Đạt được thành công. Right, ok chưa các bạn ơi. Rồi, như vậy là chúng ta có câu số 19-20 ha. Mai thầy có live không? Mai không em ơi. Mốt nha, thứ tư nha. Câu 21, Adrian có điểm cao một cách ngạc nhiên ở trong kỳ thi này, được chưa? Như vậy anh ta đã ôn bài khả năng cao rất là cẩn thận đúng không? Ở đây thì chúng ta có, mọi người nhớ thầy là modal. Modal verb ha. Mà cộng với have verb 3 là nói về quá khứ, mọi người nhớ quan trọng thầy nhá. Nếu mà đi với verb 0 là nói về hiện tại.
Rồi để ý kỹ chỗ này nha. Mọi người để ý kỹ chỗ này, được chưa? Rồi, Adrian có điểm cao, như vậy khả năng cao là nó đã chắc hẳn là nó ôn cực kỹ, đúng không? Chắc hẳn là nó ôn cực kỹ, đúng chưa? À, chắc hẳn là nó ôn cực kỹ. Như vậy suy luận một cách chắc chắn dựa vào cái mình dựa vào cái bằng chứng đây này. À, như vậy mọi người chọn hàng của D, được chưa? Chắc hẳn là, được chưa? À, nó ôn kỹ lắm, được chưa? Thì trái ngược với câu D là câu C nha. À, thì câu C thật dịch là chắc hẳn không lẻ, được không? Thì mọi người nhớ này, mọi người nhớ này ha. Must khi suy luận nó trái nghĩa với can, để ý kỹ. Khi suy luận thầy ghi rất kỹ nha, đừng có bạn nào hiểu nhầm nha. Must trái với can khi chúng ta suy luận, mọi người để ý kỹ. Này, được chưa? Câu A thì dùng trong câu if rồi, được chưa? Câu B này, need have revised à, chắc lẽ ra là đã không cần ha, đã không cần, được chưa mọi người? Need have revised, lẽ ra không cần ôn, à rất dễ ha, được chưa các bạn? Lẽ ra là đã không cần, ok ha. Thầy live không phải em ơi, hồi thầy chuyển đến live qua 2 thứ 6 rồi, nhưng mọi người lưu ý ha, thầy live vào 2 thứ 6 chứ thầy không có live vào 3 5 7 nhá. Rồi như vậy là chúng ta có câu 21 nhá. Câu 22, su hiếm khi. À đây, cái từ rarely này ha, câu mà có rarely, có hardly, có seldom ha, có never, có few, có little. Thì mọi người lưu ý là thằng này á, đây là những từ nó mang thứ nghĩa là phủ định rồi nhé. Vì nó phủ định nên đua là khẳng định đó thầy, được chưa? Động từ ở đây là miss, như vậy mọi người chẳng còn thầy câu bờ ha. Hiếm khi cô này có bỏ lỡ cơ hội nào để làm việc tình nguyện ha. Voluntary work là việc tình nguyện. Do đó thì chúng ta trả lời câu bờ ha. Rồi, Zuka One khẳng định. Đúng rồi em ơi, rất giỏi ha. Như vậy là mình có câu 19, câu 20 đúng không? 21, 22 rồi. Rất là dễ, rất là dễ ha. Bờ Florentino gì vậy. Rồi, bây giờ chúng ta qua tiếp thầy. Bài được lỗ ha. 23 tới 27 nhé. Sao không chọn C vậy thầy? À ok, bạn nào hỏi không có chọn C hả? Rồi mọi người lưu ý này, mọi người lưu ý ở đây. Cái câu này á, người ta dùng động từ thường ha. Động từ thường là misses ở đây này, các bạn để ý kỹ không? Động từ thường là misses, cho nên mọi người chọn từ là do ha. Nếu mà động từ thường thì khi đó mọi người chuyển qua chọn từ là do does ha. Còn nếu mà có is, có be á, thì chúng ta mới chuyển qua là is, am, is, are. Rồi lưu ý ha, đây là kiến thức rất là cơ bản ha. Rồi, qua thầy cái bài đục lỗ ha. Bài đục lỗ là cái bài mà nó sẽ khiến cho bạn nào mà muốn muốn được 7 cộng, 8 cộng và 9 cộng thì các bạn phải làm được bài đục lỗ ha. Rồi, hello, cảm ơn Lan Duy nhé, 35 đã share cho thầy nhá. Rồi như vậy là chúng ta qua thầy bài đục lỗ ha mọi người. Khi mà các bạn học bài ở nhà thì các bạn có thể mở nhạc baroque các bạn nghe, thì nó có thể tăng cường cái sự tập trung của mình rất là nhiều nhá. Rồi, đây là một cái bài đọc rất là hay, cái bài đọc của năm 2018 ha. Cảm ơn Mai Nguyễn đã share với thầy ha. The knock-on effect, hiệu ứng dây chuyền ha. Knock-on effect tức là cái A ảnh hưởng tới cái B. Thầy ơi, lên bio có không? Lên bài tập có gắn trên bio. Có nha em ơi, có nha Moon 204, có nha Mặt Trăng ơi. Cái tác động dây chuyền của cái việc đi tình nguyện ha, lên cuộc sống của cá nhân thì nó cực kỳ là nó sâu sắc đáng kể ha, lớn mọi người, profound. Cái việc mà chúng ta đi làm tình nguyện ha, cảm ơn Phước Khang đã share với thầy, có thể giúp chúng ta đẩy mạnh, foster cái sự tự lập, independence. Và rồi chúng ta có thể truyền đạt, import được cái khả năng giải quyết nhiều cái tình huống khác nhau ha, một cách đồng thời, simultaneously. Từ đó dạy cho người ta cái cách để có thể vượt qua được các cái hệ thống khác nhau. Vượt qua được các hệ thống khác nhau ha. Rồi, như vậy câu 3, 23 thì các bạn chọn thầy câu gì đây?
À, câu 2-3 là một câu cũng cũng hơi khó đây các bạn ơi. À, cũng hơi khó đây ha. Câu 2-3 thì các bạn chọn ngay cho thầy cái câu bờ các bạn. Ok ha. Chúng ta cũng là work one's way through something ha. À, được chưa các bạn? À, được chưa các bạn ha? Tức là tự mình làm được cái gì đó ha. À, được chưa? Tìm ra cách gì đó, đúng không? À, tìm ra cách để làm gì đó. Ok các bạn ơi. Rồi, work one way through something. Cảm ơn Phương Thùy, cảm ơn user Hanakun đã share với thầy ha. Đấy. Thông thường mà khi mà thầy giảng các bạn được lỗ rồi á thì sẽ có khoảng vài chục bạn sẽ không xem live nữa. Bởi vì mục tiêu của các bạn á là các bạn thường là các bạn bỏ qua lỗ đúng không? Nhưng đó là sai lầm. Bạn được lỗ có tới 5 câu, cho nên nếu các bạn bỏ qua thì các bạn mất một điểm. Mọi người lưu ý. À, đôi khi cái sự khác biệt ở trong đề đại học chỉ cần mình bỏ một câu không phải 2 điểm thôi là một sự khác biệt rất lớn rồi, cho nên không được bỏ qua bài đọc lỗ các bạn nhé. Rồi, cảm ơn Sơn Trang 386 đã share giúp thầy nhé. Đấy. Rồi, như vậy là chúng ta có cái câu số 23 ha. Dễ quá thầy ơi. Ok em. Rồi, do đó thì nó mang người ta ha. Được chưa? Vào cái thế giới thật và từ đó trang bị cho bọn họ tương lai. Ban đầu á, initially ban đầu thì các người trẻ ở cái tuổi là tiền mãn tin, late teen tức là mãn tin, tức là sắp thành người lớn rồi ha, thì thường có vẻ như là không có được cái kiến thức chuyên môn ha, hay là kiến thức để có thể truyền đạt cho người khác, được chưa? À, chẳng hạn như là giống như một giáo viên hay là một cái người nhà nông nghiệp học đấy. À, nhưng mà chúng ta nghĩ rằng là bọn họ thực sự là có nhiều kỹ năng mà có thể giúp người khác. Mọi người để ý này, ở đằng trước chúng ta nói rằng là họ có lẽ là không có kỹ năng đúng không, nhưng ở đằng sau người ta lại nghĩ là ok họ có nhiều kỹ năng. Do đó ở câu 24 mọi người chọn thành câu A ha. But ok, lưu ý ha. Vì hai cái vế này nó trái ngược với nhau này, cho nên chúng ta chọn but nhá. Cảm ơn bạn Huỳnh gì đây, hi đã share thầy nhá. Cảm ơn bạn Go Darling đã share thầy. Đấy, rồi lưu ý ha. Và khi mà chúng ta không có in the absence of, khi không có một cái tài năng đặc biệt cụ thể nào cả, thì cái năng lượng, cái sự nhiệt tình, nhiệt huyết có thể được khai thác, harness, được chưa? For the benefit vì cái lợi ích của, đúng không? For the benefit for the benefit of nhá, được chưa các bạn? For the benefit of, vì lợi ích của ai đấy, được chưa các bạn? For the benefit of nhá. Cảm ơn Võ Nhân 04 đã share thầy nhé. Của những cái người bạn ha, được chưa? Những con người xung quanh mình. Và cuối cùng ha, ultimately là chính bản thân mình. Từ tất cả những điều này ha, thì cái mà cộng đồng có được á, được chưa? Thì thực sự là nó không thể gì đó rất lớn các bạn. Câu 26 như vậy là nhờ cái công việc tình nguyện thì thầy nghĩ rằng là cộng đồng có thể có được rất là nhiều cái điều từ các bạn ha. Cảm ơn user 82UKG, cảm ơn Quỳnh Như, Nancy ha, một số bạn đã share thầy. Đấy, như vậy cái sự mà chúng ta đạt được đó, nó hoàn toàn là không thể đong đếm được. Đúng không? Câu 26 các bạn khoan thầy câu cũng đi các bạn. Immeasurable ha, không thể đong đếm được ha, không thể đo đạt được. Lưu ý ha, quá lớn. Quá lớn nên không thể nào đo đếm được nhá. Không thể đo đếm được ha. Rồi, câu C, undetectable, không thể phát hiện được ha. Không thể phát hiện được. Được các bạn. Không thể phát hiện được. Câu B, unattainable, là không thể đạt được. Không thể đạt được. Được chưa các bạn? Unattainable ha, không thể đạt được. Và câu A, impassable ha, là không thể vượt qua được.
Rồi, các bạn chịu khó ghi chữ từ vựng vô nhá. À, đấy. Import là truyền đạt các bạn ơi. Bài này xem lại ở đâu vậy? Em vô link tiểu sử bio của thầy em xem lại nha Huy ơi, Nhật Huy ơi. Đấy, ok các bạn. Thấy rằng là trong bài đọc lỗi nó sẽ có hai câu nó hơi khống chế một tí, hai câu khó hơn một tí nhá. Đó là hai câu ở cái câu 23 và câu 26. Ok các bạn ha. Cái gì đây? Không thể đạt CMN được. Các bạn phenomenal, bạn ghi gì đây? À, tiếp theo đây ha, câu tiếp theo. Người tuyển dụng thì đương nhiên là họ sẽ look favorably, họ sẽ ưu tiên hơn những người mà, đúng không? People, đằng sau là verb nè. Như vậy có 27 mọi người mà nhận thành câu D thôi, được chưa? People là người ha, được chưa? Đây là who ha. Những người mà có khả năng ha, làm việc nhóm, work part of a team. Đấy, được chưa? Khăn làm việc nhóm ha. Nó thể hiện được cái sự sẵn lòng, sẵn sàng học hỏi, một cái tinh thần rất là độc lập, tự lập, được chưa? Thì đây là những cái khả năng, những cái phẩm chất, được chưa? Cần thiết ở trong bất kỳ nhân viên nào ha. Rồi, cảm ơn Alice đã share với thầy ha. Ồ, hiện tại là gần 10 rưỡi rồi nhưng mà còn vẫn còn tới 200 bạn ha ngồi xem live của thầy. Ồ, thầy rất là vui luôn đấy. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nhá. Rồi, mua sách vô tử vựng. Sách vô tử vựng hết bán rồi em ơi, hết xuất bản rồi, em đợi sang năm nhé. Được cho các bạn ơi. Rồi mọi người lưu ý ha, như vậy là chúng ta có bài đọc, bài đục lỗ này ha. Cảm ơn Minh Hiền đã share thầy nhá. Look favorably có nghĩa là có cái nhìn thiện cảm em. Nhà tuyển dụng sẽ có cái nhìn thiện cảm cho những người mà. Ok không? Có cái nhìn thiện cảm cho những người mà. Ok chưa em? Có khả năng là việc nhóm ha. Sang năm em mở lại lớp luôn. Khi nào bán lại vậy thầy? Sang năm em ơi. Năm 2023 ấy, được chưa? Hôm rồi thì ở thì thầy cô đã xuất bản 500 cuốn và bán hết mất tiêu rồi. Và hiện tại thì phải qua năm 2023 thì mới xuất bản lại ha. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ qua thầy cái câu số 43 mọi người ơi. À, câu 43 ha. Rồi. Hence có nghĩa là do đó em ơi. Hence là do đó ha. Hence là do đó. Hence là do đó nhé. Rồi mọi người qua thầy. Em đi ngủ mà em coi lại nhé thầy. Ok em luôn. Không làm bài đọc nha em ơi. Bài đọc thì các bạn có thể có đáp án của thầy nhá. Rồi câu số 43 mọi người. Rồi Laura đã luyện tập cái nhạc cụ này nhiều lắm được chưa? Nhưng mà gần như không, hardly là hầu như không. Được chưa các bạn? À được chưa? Đấy. Như vậy là mặc dù, mọi người để ý này, mặc dù là luyện tập nhưng mà không tiến bộ. Mọi người để ý này, luyện tập nhiều nhưng mà không tiến bộ. Mọi người để ý ha, luyện tập nhiều nhưng mà không tiến bộ. Các bạn xem lại video của thầy ở trong cái link tiểu sử của thầy nhé. Luyện tập nhưng không tiến bộ. Như vậy hai thằng này á, nó hai cái mệnh đề này nó khá là tương phản đối lập với nhau luôn. Được chưa? Nếu như các bạn để ý kỹ, thầy không cần dịch thì cũng làm được này. Mọi người để ý kỹ này. Lên vô tiểu sử thầy lấy đề nha. Hardly nó đi với when đúng không? Thì mọi người nhớ là hardly này cộng với lại là had verb 3 này. Được chưa? Cộng với when cộng với lại verb 2 này. Được các bạn? À đó. Thì ở đây một thằng xảy ra trước, ghi số 1 ở đây. Thằng xảy ra sau, ghi số 2 ở đây. À đấy. Được chưa các bạn? Để kỹ à. Rồi. Như vậy câu A sai rồi. Được chưa? Rồi. Câu bờ, cái chữ had này đứng ở đầu câu. Thì đây là đảo ngữ của đảo ngữ của if mấy đây các bạn? If 3, được chưa các bạn? Nếu lo rồi luyện thì có thể là đã trình diễn tốt hơn ha. Sai rồi nhá. Được chưa? Mọi người để ý kỹ nhé. Câu C này, câu C mọi người để ý kỹ câu C này. Câu C. Rồi, however much thì mọi người lưu ý cái cấu trúc however đứng ở đầu câu ha, có nghĩa là cho dù. À, cho dù ha. Cho dù Laura có luyện tập cỡ nào thì không thể nào mà cải thiện cái màn trình diễn của thầy nhá, được chưa? However. Được chưa? Cộng với tính hoặc là trạng. Cộng với S, cộng với verb ha.
cho dù như thế nào ha. Được chưa? Mọi người khoan thành câu C nhá. Rồi. Ok chưa các bạn ơi? À, cho dù đây là cấu trúc khó. Bạn nào mà không ôn bài kỹ sẽ rất là dễ bị sai ở cái chỗ này nhé. Rồi, cảm ơn Phenomenal đã share cho thầy nhá. Rồi, cho dù là nhá. Lưu ý, however cũng có nghĩa là tuy nhiên nhá, nhưng mà cái cấu trúc đặc biệt của nó thì mọi người để ý kỹ cấu trúc đặc biệt của nó nhé. Rồi, as soon as ngay khi thôi ha, ngay khi thì nó bị sai rồi ha. Câu 44 này, câu 44 này. Lucy tới thăm, được chưa? Và rồi quyết định là donate, quyên góp, đúng chưa? Quyên góp tiền, như vậy là tới thăm. Sau đó là gì đó các bạn? Quyết định là quyên góp. Quyết định quyên góp. Được chưa các bạn? À, tới thăm và quyết định quyên góp tiền cho ta, được chưa? Rồi, như vậy là trước sau thôi ha. Tới thăm và quyết định là quyên góp tiền cho người ta nhá. Rồi. Tới thăm và quyết định là quyên góp tiền cho người ta. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ coi thấy mọi người để ý là chỗ nào mà nó có thăm trước thì mình quyết định tạo ở đấy ha. Được chưa? Rồi ở đây lại có Hotly này, rồi lại có Wen này. Như vậy là có thằng Donate là 1 này, thằng Visit là 2 này, đúng không? Là sai rồi, đúng không? Hiển nhiên sai rồi, mọi người để ý kỹ này. Đấy, thầy chỉ mọi người cách làm rất nhanh nha mọi người. À, rồi cảm ơn Gianna đã share thầy nha. Được chưa? Rồi. Tiếp theo này, chỉ khi này, only when là chỉ khi này, được chưa? Rồi, chỉ khi đầu nay thì rồi là mới tới thăm này. Như vậy đầu nay là 1 này, tới thăm là 2 này. Lại sai luôn. Bởi vì thăm trước đúng không? Tức là phải visit trước. Rồi mới đầu nay sau, mọi người để ý. Visit nó phải là số 1 nha. Và donate là số 2, lưu ý kỹ. Đấy. Lấy đề ở trong lên tiểu sử của thầy nha. Rồi, câu C này, trước khi visit thì đã donate rồi, như vậy donate đây là 1 này. Ở đây là 2 này. Lại sai rồi, được chưa các bạn? Chúng ta còn câu D thôi ha. Sau khi đã tới thăm thằng số 1 này thì quyết định là donate thằng này là số 2 này ha. Rồi. Rồi, các bạn theo kịp không? Thầy nghĩ rằng là khi mà thầy giải theo cái phương pháp cái kiểu này thì các bạn hoàn toàn có thể, bạn nào mà không hiểu được chắc nữa, các bạn mà bạn nào mà không có nắm, không đọc không hiểu thì các bạn cũng dò được, đúng không? Được chưa các bạn? Đấy. Ok ha. Mọi người để ý kỹ ha. Các bạn nhớ khi mà các bạn làm nó, các bạn chỉ cần đánh số y chang mà cách thầy đang đánh như vậy này thì thầy đảm bảo là các bạn có thể làm kỹ ha. Rồi, ghi 1 2 1 2 1 2, dò là xong ha, không thể nào xảy được ha. Được chưa? Rồi, ok nhé. Đó có 4 3 4 4 nhé. Rồi chúng ta còn khoảng 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0, rồi mình còn khoảng 1 2 3 4 5 câu 6 câu nữa, mọi người ráng lên ha. Rồi. Rồi, câu 45 đây. Câu số 45 ha. Câu số 45, được chưa? Thằng bạn của tôi ha, nó ngưng rồi. Ngưng rồi ha, nó ngưng ăn fast food nhá, ngưng rồi, được chưa? Rồi, không ăn nữa thì mọi người chọn được câu C thôi, được chưa? No longer là không còn ha. Quá dễ luôn, được chưa các bạn? Rồi, câu D ha, chưa bao giờ hoặc là không bao giờ là sai nghĩa ha. Không bao giờ thì nó sai nghĩa rồi ha. Câu B, doesn't like là sai này ha. Sometimes là sai này. Quá dễ luôn. Rồi câu số 46. Rồi đây, bạn nên, đúng không? Should là nên, được chưa các bạn? Khi ai đó mà nói rằng là nên, đúng không? Thầy ơi, truyền sức mạnh cho em đi. Fast food là thức ăn nhanh em ơi. Đón nhanh nhá. Đấy. Cảm ơn những bạn này đã share với thầy. Được chưa? Thì should ở đây mà gạt chân thầy 4 động từ này, gạt này, promise này, order này, required này và advice này ha. Được chưa? Rồi, advice này ha. Thì promise là hứa này, order là ra lệnh này, require là yêu cầu này và advice là khuyên này. Rồi, con hỏi câu D thôi, được chưa các bạn? Ai đó nên làm gì thì là lời khuyên thôi, quá dễ đúng không? Rồi các bạn nắm được không?
Đấy, như vậy là chúng ta có câu 45 và câu 46 ha. Rồi, cảm ơn Phenomenal, cảm ơn Fossi 2589 đã share thầy nha. Rồi, qua hai câu 47 các bạn. Câu số 47 ha. Họ báo cáo rằng là, mọi người để đây là verb 1 nha. Soil pollution, ô nhiễm đất, nó đã has seriously threatened. Thì đây là has verb 3. Mọi người để kỹ này, được chưa? Như vậy, thằng này á, nó xảy ra trước. Thằng này nó xảy ra sau nha. Mọi người để kỹ này. Họ đã báo cáo rằng là ô nhiễm đất nó đã đe dọa cái cái gì đây? Livelihood ha, của rất là nhiều người dân địa phương, được chưa? À đấy, nó đe dọa cái cuộc sống của rất là nhiều nông dân địa phương, được chưa các bạn? Sinh kế, livelihood đó nghĩa là sinh kế ha. Rồi mọi người để kỹ nhé, đây là câu khó. Ok ha, em không dịch đó là đời sống đâu nhé. Rồi, đó là cái sinh kế ha. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ làm cái câu này như thế nào đây các bạn? À, chúng ta sẽ làm cái câu này như thế nào đây? Rồi, ở cái câu dạng này thì mình phải xem từng cái hơn được chưa? Rồi, câu A này, đọc lướt qua tí, đọc lướt qua tí. Thấy đây, mọi người thấy là was reported. Ok ha, thằng này sai, được chưa? Bởi vì nếu mà đúng á, mọi người sửa lại là is. Ok ha, reported mới đúng. Bởi vì động từ ban đầu á, nó là verb nguyên mẫu này. Được chưa? Rồi, tiếp theo này. Ở này, it is reported that này. Người ta đã báo cáo này, cái sinh kế của nhiều địa phương nó dẫn tới ô nhiễm. Rồi, thằng này nó bị sai, sai nghĩa ha. Được chưa? Câu gốc là gì đây? Cái ô nhiễm đất nó đe dọa, tức là nó gây tác động xấu lên cái cuộc sống của người dân, chứ không phải là cuộc sống người dân nó dẫn tới cái này, được chưa? Rồi câu C này, soil pollution được cho là ha gây ra một cái mối đe dọa nghiêm trọng tới cái sinh kế của rất nhiều người dân. Rồi câu C đúng các bạn ha, được chưa? Còn câu D thấy has been ở đây là sai mất tiêu rồi ha, has been phải sửa là it is, vậy thôi, được chưa? Put at risk. Ok ha, put cái gì đó at risk, tức là gây nguy hiểm cho ai thôi. Gây nguy hiểm cho. À, được chưa các bạn? Rồi, thầy nghĩ rằng câu này nó có thể hơi khó một tí, nhưng chắc chắn nó không thể nào làm khó được các bạn lớp mình, đúng không các bạn? À, ok ha. Rồi, như vậy là chúng ta có câu số 47 ha. Hiện tại là 22:45 và vẫn còn hơn 110+ bạn xem. Ồ, cảm ơn các bạn rất là nhiều ha. Rồi, chúng ta sẽ sửa khoảng 5 phút nữa là mình xong rồi, mình được cố gắng ha. Hello Khánh Ly đúng không? Có phải là hello thầy hí là Khánh Ly không? Khánh Ly mà thầy hay gọi là Phương Ly. Rồi, cái người diễn giải chính ha, bắt đầu với một số cái lời nhận xét gì đó ha về cái người tổ chức đúng không? Và rồi tiếp tục với cái bài giảng của mình. Đấy, tiếp tục với cái bài giảng của mình. Thì câu số 48 ấy, mọi người khoan thầy câu bờ các bạn. Ok ha. Rồi, câu bờ là một câu rất là dễ sai nè, mọi người để ý kỹ này. Đây là nó sinh đôi nhá. Complimentary ha, tức là liên quan tới khen ngợi nhá, mang tính chất là khen ngợi. Còn cái câu gốc á là complimentary thì thằng này nó có nghĩa là mang tính chất là bổ sung ha. Đấy. Rồi mọi người để ý kỹ, ở đây chúng ta có chữ E này. Ở đây mình có chữ Y này nhá, được chưa các bạn? Rồi, complimentary đọc rất giống nhau ha. Thầy live mấy giờ vậy ạ? 9:30 em ơi. 9:30 tới hơn 10:30 nha. Thầy live vào 2:46 nha. Đấy. Có mẹo gì để sửa lỗi sai không? Em cho cái lỗi sai thì em sửa thôi nhá. Đó là câu số 48. Câu 49 này, 49 vào năm này ha, đi với năm, mọi người nhớ là đi với năm là phải có thời gian thôi. Mọi người nhớ đi với năm có giới từ ha, in the year. Đi với năm thì nó phải có giới từ kèm theo thôi các bạn, rất dễ ha. Chính là vào năm, đúng không? Chính là vào năm gì đó thì mình làm cái gì đó. Đi với thời gian thì nhớ là có giới từ kèm theo ha. Đấy.
Rồi như vậy là chúng ta có câu số 49. Câu cuối cùng mọi người, my classmates ở đây là số nhiều này, như vậy nó sẽ là câu bờ ha, sẽ là o là xong. Được chưa? Sự hòa hợp giữa chủ từ và động từ ha. À, mẹo hay quá thầy, em giác ngộ luôn á. Thôi chọc với bạn thôi nhá. Mọi người lưu ý này, sửa lỗi sai trong đề sửa lỗi sai có 3 câu. Lưu ý này, có 3 câu sửa lỗi sai thì sẽ có 2 câu nói về ngữ pháp, một câu về từ vựng, một câu về từ vựng, được chưa? Do đó nhớ này, khi các bạn đọc một câu bạn không hiểu, ví dụ câu 48 bạn không hiểu các bạn bỏ qua, thì các bạn có thể sửa hoàn toàn được câu 49 và câu 50 rất là dễ về hai câu này, về ngữ pháp này. Thì khi đó câu còn lại nó là về từ vựng. Thì về từ vựng là nó sẽ về những cái nhóm từ ăn, những nhóm từ anh em ấy, những nhóm từ anh chị ấy, tức là nó là tính từ hoặc động từ mà nó là giống nhau nhưng mà khác nghĩa. Đấy, thì mọi người coi xem là trong cái câu đó nó có cái tính từ nào, động từ nào mà nó có thể có anh sinh đôi không. Giả sử mọi người không biết thì mọi người chọn đại nha. Thì mọi người để ý kỹ thầy, đó là cách để chúng ta làm cái phần trắc nghiệm sửa lỗi sai ha. Đấy, ok các bạn ơi. Rồi, đã gần 11 giờ nhưng mà vẫn còn hơn 110 bạn đang xem cái live của thầy ha. Thầy cảm ơn các bạn rất là nhiều ha. Chúc các bạn học thật là tốt và đạt cái điểm thật là tốt trong cái kỳ thi sắp tới ha. Bữa tới chúng ta sẽ giải đề số 17 thì mình sẽ là phải thứ tư nhé, hẹn các bạn vào 9:30 thứ tư tới này ha, 9:30 tối này nhé. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều nha, chúc các bạn học tốt, mọi người nhớ ngủ sớm, ok, và dậy sớm ôn bài nó sẽ tốt hơn thay vì là thức khuya nha. Do đó thầy không bao giờ thầy live sau 11 giờ nhá, thầy chỉ live trước 11 giờ thầy ngưng rồi. Ok, bye thầy, hẹn thầy thứ tư. Lần đầu tiên em xem live ở trên TikTok đúng không? Thầy nghĩ rằng là em sẽ có nhiều lần nữa thôi nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Mình có thể chào nhau một tiếng rồi bắt đầu mình chia tay nhau các bạn nhé. Rồi, bye bye Phạm Trúc nhá. Các bạn vô link bio của thầy để các bạn lấy đề ha. Và lấy bao nhiêu các bạn lấy đề và các bạn lấy I'm so cold, I'm so cold. You got me out of here.
Rồi, chào tất cả các bạn nha. Hẹn gặp các bạn vào bữa sau nha. Rồi, mọi người nhớ ngủ sớm, dạy ôn bài sớm nha. Chúng ta sẽ gặp lại các bạn vào tối thứ tư tới nha, 9:30 tối thứ tư tuần này ha. Chúng ta qua đề số 17 ha. Bye bye các bạn nha. Rồi, bye Quỳnh Hoa nha. Bye Nom Nom nha. Bye bye Quỳnh Hoa nha.